Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Hoàng Linh Thiệp xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Wow, một cái cây huyền đẹp tuyệt vời. Tác phẩm Huyền Hữu Duyên. Tôi đã ghi hình cái tác phẩm này rất là kỹ tại cuộc trưng bày Triều Khúc Thanh Trì Hà Nội. Cây trực rồi, cây ráng làng rồi, cây ba thân năm thân ở đây rất là nhiều luôn, nhưng mà những cây ráng huyền thật sự rất ít, rất hiếm, và đặc biệt là những cây ráng huyền đẹp như thế này quả thật là rất hiếm thấy, rất ít. Bóng làm rất mịn, rất đẹp, đường nét bông tay chi cạnh thân pháp rất dẻo, rất nghệ thuật. Tác phẩm của anh Lâm. Wow, rất đẹp. Tôi đã quay cái tác phẩm này khá là kỹ tại Triều Khúc. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn ngắm một cái tác phẩm mà mới được giao dịch. Ông Thọ Nhựa thì chuyển nhượng cho anh Tài Nông Dân ở Tây Hồ. Và ngày hôm nay thì anh Tài mang cái tác phẩm này đi tham dự triển lãm Ninh Bình. Một cái cây xanh quê dáng làng rất là hoành tráng. Và tôi đã đặt tên cho cái tác phẩm này là Lâm Sơn Ngự Thủy. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng xem cái tên nhá. Lâm Sơn Ngự Thủy mới được làm một cái thạch thư rất là đẹp. Và tôi đã kiếm đá làm cho tác phẩm là cái tên, làm cái thạch thư, đặt cái tên rất là ý nghĩa. Và anh Tài rất là thích cái tên này. Lâm Sơn Ngự Thủy. Xanh quê dáng làng. Tác phẩm này giao dịch trên 400 triệu. Đã cho thấy là xanh quê có giá trị rất là cao, đặc biệt là đối với những cái tác phẩm đẹp. Thân dâu rễ cột kèo. Lâm Sơn Ngự Thủy. Rừng núi tọa trên một cái hồ nước rất là đẹp. Rất là nhiều đại gia cũng đã bắt đầu vào chơi cây. Đại gia mới, còn trước đây thì có rất là nhiều đại gia cũ như là anh Trường Giấy, là ông Thông Mơ, anh Tí, Dương, Kinh Ngôn. Thì cả nhà cho ý kiến về cái thạch thư này nhá. Viên đá này là viên độc thạch nguyên bản, rất đẹp. Với sự thư pháp Lâm Sơn Ngự Thủy. À, ngắm một cái cây xanh của anh Hùng Siếc. Cây xanh cửa đại rất là hùng vĩ. Cái tác phẩm này thì anh Hùng cũng mới giao dịch hình như là năm ngoái tại triển lãm Phúc Thọ Hà Nội. Cũng là một cái cây xanh quê, cái đường thân pháp rất là đặc biệt, rất độc đáo, rất là lạ mắt, rất kỳ dị, rất hầm hố, rất hoành tráng. Một cái nét tạo thiên tạo.
bàn tay con người không thể nào mà tạo tác ra những cái nét như thế này. Nhưng mà cái này là con người tạo tác này, nu xi măng thế cả nhà. Nhưng mà nó cũng rất là hay, nó xử lý được các cái vết sẹo, vết cháy. Đây cũng là cái phương án khắc phục xử lý rất là tốt. Tôi không biết là cây này nó giao dịch bao nhiêu, nghe nói là tiền tỷ. Rất là hầm hố. Hello. Rất đã mắt. Và đây cũng là một cái tác phẩm mà tôi cũng đặt tên cho anh Cường Gia Lâm. Đây gọi là anh Cường Bia. Các tác phẩm có tên là Đỉnh Sơn Mạn Phúc. Ở mặt này ngắm thì rất là đẹp, nhưng không hiểu sao lại cái chữ thì đặt ở bên kia. Thế là nếu mà phải đặt cái thạch thư theo cái chiều thạch thư này mới là đúng. Tức là khi con người ta phải đạt lên một cái gì đó, những cái tầm vượt lên trên tất cả, và nó có cuộc sống tự tại, được ngắm cảnh sắc mây trời, thiên nhiên đấy, như thế này, thì con người ta mới cảm thấy là cái hạnh phúc mới mãn nguyện. Hạnh phúc mãn nguyện. Nói chung là giải nghĩa tên một tác phẩm thì nó cần rất là nhiều thời gian và chuẩn bị những cái nội dung thật là sâu sắc. Bởi vì là từ Hán nó rất là nhiều nghĩa. Cái từ mãn có thể là mãn nguyện, có thể là bất mãn, cũng có thể là hết, có thể là viên mãn. Đấy, một cái gì đấy nó rất là cao siêu, rất là thâm sâu, rất là hạnh phúc viên mãn. Rất tuyệt vời. Chúng là những cái tác phẩm rất là đẹp. Đấy, cũng xin mời quý vị các bạn quay xem lướt lướt qua triển lãm. Số lượng quá nhiều luôn. Ui, cái đa của anh nhá. Phần vân ngữ thạch của anh Thành Duy đẹp quá. Đây, cái đa sạch bóng luôn. Rễ rất mịn, bông rất mịn, rất chỉnh chu. Thật sự là một cây đa rất là hiếm. Rất ít cây đa đẹp. Và đây nằm trong một số những cây đa đẹp. Chú ạ? Hay à? Nhất mà tôi được nhìn thấy. Ngoài cây đa của anh Châu Thu Triều Khúc, những cái tác phẩm đa rất là hiếm có, ít thấy trên cộng đồng. Rất nhiều, chúng ta sẽ cùng ngắm qua bộ ba huyền thoại của nhà vườn Minh Dưỡng ngay phía cổng vào nhé quý vị. Cái sân quê của anh Dương Hồng Hưng rất là đẹp. Chủ yếu vẫn là xanh nha quý vị. Bộ ba huyền thoại cũng có mặt tại triển lãm Ninh Bình lần này. Đây là bộ ba mà được anh Minh Dưỡng cho đi chơi nhiều nhất trong số những cái tác phẩm anh đã sở hữu.
Ô 3 có tên là Tam Phương Trường Thọ, ở giữa Bích Địa Kỳ Phong. Ở một bên và một cái tác phẩm này có tên là Bảo Thiên Giáng Hạ. Đấy, toàn cảnh triển lãm Ninh Bình đang rất là gấp rút, ngày mai 14 tháng 4 sẽ là khai mạc. Cái không gian này là quá rộng luôn, nên là mọi người lên đây thường lãm thoải mái, rất tuyệt vời. Cảm ơn các anh Ninh Bình đã tạo thêm một sân chơi mới, chủ đề là tinh hoa cố đô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.